Chào các em. Bây giờ cô riêng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong bài 16, trang 57 sách 6 khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài như sau. Hỏi chấm 1. Tìm tỷ số phần trăm của a 5 và 8, b 25 kg và 3/10 tạ. Như vậy để tìm được tỷ số phần trăm của hai số, thì chúng ta sẽ xét quy tắc như sau. Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết ký hiệu phần trăm vào kết quả tức là a nhân với 100 phần b và chúng ta sẽ điền ký hiệu phần trăm vào kết quả vậy chúng ta sẽ xét sang hỏi chấm 1 như sau tìm tỷ số phần trăm của a 5 và 8 như vậy 5 của chúng ta chính là a 8 của chúng ta chính là b vậy chúng ta sẽ có tỷ số phần trăm như sau tỉ số phần trăm của 5 và 8 sẽ là 5 x 100 chia 8 là bằng 62,5 phần trăm. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang câu B. 25 kg và 3 phần 10 tạ thì 25 kg chính là A, 3 phần 10 tạ chính là B. Nhưng mà ở đây không cùng đơn vị cho nên chúng ta sẽ phải đổi 3 phần 10 tạ ra kg. Thì từ tạ ra kg thì chúng ta sẽ nhân với 100. Vậy đây sẽ là bằng 30 kg. Vậy tỷ số phần trăm của 25 kg và 30 kg sẽ là 25 x 100 chia cho 30 là bằng 83,33 phần. Như vậy chúng ta vừa giải xong hỏi chấm 1 ở trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ sang hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2 như sau, khoảng cách từ điểm cực Bắc ở Hà Giang đến điểm cực Nam, Mũi Cà Mau dài 1620 km, trên một bản đồ khoảng cách đó dài 16,2 cm, tìm tỷ lệ xích của bản đồ. Vậy, tỷ lệ xích của bản đồ là gì? Thì chúng ta sẽ có như sau, tỷ lệ xích T của một bản vẽ hoặc một bản đồ là tỷ số khoảng cách giữa A giữa hai điểm trên bản vẽ hoặc bản đồ và khoảng cách B giữa hai điểm tương ứng trên thực tế. T của chúng ta là tỷ lệ xích sẽ bằng A chia B, tức là trên khoảng cách trên bản đồ chia cho khoảng cách trên thực tế và A và B cùng đơn vị đo. Như vậy, A của chúng ta là khoảng cách trên bản đồ, tức là sẽ là 16,2 cm. B của chúng ta là trên thực tế tức là 1620 km. Vậy không cùng đơn vị đo cho nên đầu tiên chúng ta sẽ đổi. Hỏi chấm 2. 1620 km. Cô sẽ đổi ra cm, vậy cô sẽ viết thêm năm số 0. Vào sẽ là 162 nghỉ 162 triệu cm. Vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ xích sẽ bằng 16,2 chia cho 162 triệu sẽ bằng chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấy là 16,2 của cô sẽ viết thành 10 162 phần 10 như vậy cô sẽ viết thêm một số 0 vào ở dưới mẫu và 162 của cô sẽ rút gọn chia cho 162 cả tử và trên mẫu thì ở đây sẽ là còn 1 phần 10 triệu như vậy chúng ta vừa giải xong bài hỏi chấm 2 ở trong sách giáo khoa.